sức khỏe, chúng ta mới có thể phục lại được kinh tế. Mong một ngày gần nhất, toàn thể nhân dân và đồng bào của chúng ta sẽ được ấm no hạnh phúc. Con Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Con xin gửi lại ban tổ chức. Kính thưa các tăng ni Phật tử của chùa Khôi Nguyên, Sơn Tây, Hà Nội, kính thưa đại diện của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thì vì lý do thầy chủ trì chùa Khai Nguyên không đến được trong buổi trao quà sáng hôm nay, thì thay mặt lãnh đạo xã và bà con nhân dân xã Bình Lâm xin gửi tới lời cảm ơn đến thầy Đại Đức Thích Đạo Thình, Phó Thư ký Chánh Văn phòng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Phó trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử thành phố Hà Nội, trưởng ban chủ trì Giáo hội Phật giáo huyện Ba Vì, chủ trì chùa Khai Nguyên, chùa Tạng Viên, thành phố Hà Nội và các tăng ni Phật tử của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có tấm lòng hướng về miền Trung thân yêu đối với xã Bình Lâm hôm nay, xin trân trọng cảm ơn rất nhiều. Thì kính thưa toàn thể bà con, thì bây giờ đến phần trao quà, chùa hỗ trợ 300 phần quà, một phần quà gồm có một điểm ga, một cái chảo và một trong hai phần quà, một là hai cái song hoặc là một cái nồi cơm hiền, và có bộ phần đây giúp đỡ hỗ trợ cho bà con chúng ta với một phần quà của mình đi ra để khỏi cảnh lo trốn. Bà con thấy chưa? Chân thành xin cảm ơn anh đoàn trụ trợ của chùa Khai Nguyên. Tình hình đã lũ vừa qua thì miền Trung thì nói chung Quảng Trị cũng đóng góp một phần, mà riêng cái xã Bình Lâm này thì năm nay là nước to quá, cho nên chúng nhân dân thì cũng chuẩn bị kịp, cho nên hao hài một số là con giống nuôi, về là kinh tế cũng hao hài tương đối lớn, về con người thì không sao cả, đánh được lụt. Nhưng trước hết thì cái tình tương thân tương ái
bà lên đúng là rất thì tôi thay mặt bà con ở đây xin chân thành cảm ơn những cái sự chung tay góp sức để động viên cho bà con chúng tôi vượt qua được cái nạn này. Chân thành cảm ơn. Nguyên Bá Phúc, Nguyên Bá Phúc, Lê Văn Toàn, Lê Văn Toàn đó. Và mấy ông các bây giờ là dẫn lên đây, tôi đang tập trung từ bộ là bốn buổi này. Lê Kim Khang, Lê Hồ Mai, được chưa? Đinh Việt Phát, Đinh Việt Quang, Đinh Văn Hưng, Đinh miền Trung thì có rất nhiều cái trận mưa lớn đã làm thiệt hại rất nhiều đến tính mạng tài sản cũng như là của cải vật chất của trên các tỉnh miền Trung, trong đó thì có xã Vĩnh Lâm. Thì Vĩnh Lâm cũng nằm trong cái địa bàn của huyện Vĩnh Linh, cũng là trong thời gian tháng 10 vừa qua thì tiến lũ đã làm thiệt hại rất lớn đến bà con cũng như nhân dân của xã Vĩnh Lâm về của cải vật chất cũng như mọi cái tình hình của bà con. Thì trong quá trình lũ lụt thì được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, chính quyền từ trung ương đến địa phương, của các ngân cũng như là các nhà hảo tâm, nhà thiện nguyện cũng như các nhà chùa. Thì hôm nay thì có nhà chùa Tài Nguyên về chia sẻ khó khăn chung với địa phương Vĩnh Lâm để làm cho người dân Vĩnh Lâm quên đi những cái sự khó khăn và cái sự nhọc nhằn trong cái trận lũ vừa qua. Thì đấy là một sự động viên, nhất là cái tình cảm của nhà chùa cũng như là nhân dân cả nước chia sẻ khó khăn chung với những địa phương về cái vừa qua cũng như nhân dân Vĩnh Lâm. Thì thay mặt cho lãnh đạo chính quyền địa phương Vĩnh Lâm xin chân thành cảm ơn. Đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.